Đời sống thú vị xin chào các bạn. Từ tiếng Anh in vector tức là cái biến tần, dùng cái biến tần để điều chỉnh tần số của cái lốc, nó chạy ở cái mức nào cho nó phù hợp. Đấy, nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cái tủ lạnh in vector thì nó thiên về điều khiển bằng bo mạch, bằng tự động. Thế nên là nó như thế này, khi chúng ta tiếp xúc với cái điều khiển tự động đấy, chúng ta sẽ thấy ái ngại bởi vì nó quá nhiều mạch, mạch điện. Nhưng mà chúng ta hãy chú ý là một điều thế này này, cái tủ lạnh tức là làm lạnh, đấy cái quan trọng nhất là làm lạnh. Đấy. Thì chúng ta sẽ cũng như tủ lạnh bình thường, chúng ta sẽ tách ra hai vấn đề. Đấy, khi mà cái tủ lạnh nó gặp vấn đề, tức là nó không lạnh hoặc là kém lạnh thì chúng ta phải xử lý. Thì chúng ta sẽ tách ra hai phần điện và lạnh. Đấy, điện bình thường của tủ bình thường này, thì là nó dùng bằng cơ. Nhưng cái điện của inverter hầu như là nó dùng bằng tự động, này, bo mạch, điện tử. Này. Thì vấn đề chúng ta cần này, là xét cái phần lạnh. Nó ok đã. Đó. Cái nào cũng vậy, tủ lạnh thường cũng vậy, tủ lạnh inverter cũng vậy. Nó cần cái phần lạnh ok, tức là lốc này, giàn nóng này, cáp, phin này, giàn lạnh này. Đó, một vòng tuần hoàn này ok thì chúng ta yên tâm về nó. Tủ lạnh inverter thì phần bo mạch nó hư ở cái gì? Đó. Thì chúng ta sẽ rất dễ làm. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem là cái lốc inverter và cái lốc bình thường nó như thế nào. Nếu như nó còn tem thì các bạn có thể đọc tem. Đây, nếu như cái lốc bình thường đây. Đó. Cái này á, cái số này á, nó là dung tích xi lanh này. Đó. Đây, cũng như bên này, cái số này nó là cái dung tích xi lanh. Đó. Cái lốc này chỉ bằng 1/4 cái này thôi. Đó. Nhưng mà nó lại to hơn. Đó. Lốc 1 pha. Đó. Còn cái này của nó là 3 pha. Đây các bạn để ý. 3 pha. Đấy. Điện của nó là 220. Nhưng mà tần của nó lại là 60 đến 225 Hz. Đấy. Tức là tốc độ của nó cực cao. Các bạn chú ý. Nhưng cái này này, đó, 220 240, nhưng mà tần có 50 Hz thôi. Đó. Đấy, nó như thế. Thế nên là chúng ta chú ý là cái lốc inverter là lốc 3 pha. Đấy. Tần số này thì tùy theo nhà sản xuất họ sẽ cho chạy ở tần nào. Đấy, thế nhưng mà cái này nó sẽ dao động từ 60 đến 225 Hz. Đấy. Còn cái này thì chỉ trong khoảng bình thường của mình thôi, nhưng mà nó là một pha. Đấy. Nó khác như vậy. Đó. Nên cái này thì không điều chỉnh được tốc độ, nhưng cái này thì điều chỉnh được tốc độ. Chúng ta nhìn thấy một cái thì bằng 1/4 cái này thôi, thế nhưng mà nó lại to thế này. Đấy. Cái inverter nó nhỏ thế này. Test cái lốc inverter này á, thì chúng ta cần dùng cái biến tần. Đấy. Tôi sẽ đấu cái biến tần lại. Trước tiên tôi bật cái biến tần lên xem là như nào đó nhé. Đó, thì nó đang ở 0. Đấy, các bạn nhìn. Cái biến tần nó đang ở 0. Bây giờ tôi tăng lên. Đó. Lúc nãy các bạn thấy rằng là cái tần của nó là từ 60 đến 225. Đó. Thì tôi để ở 100 đi, hơn 100 một tí. Đấy. Bởi vì nó là 3 pha. Đấy.
Nên là chúng ta cắm cái ba pha của nó vào qua cái biến tần. Bây giờ ok thì cho nó chạy nhé. Đó. Thì dòng của nó là rất thấp. Đấy, nó không chớp máy thôi. Rồi, tôi vặn vào. Lên kịch kim à, không tốt à. À, vậy là ok. Bây giờ tôi cho nó chạy, sau đó là tôi chỉnh cái tần xem là các bạn để ý cái AB kim này nó cái dòng của nó thay đổi như thế nào nhé. Rồi tôi vẫn để như thế này. Tôi bật lên cho nó chạy. Rồi, bây giờ các bạn nhìn cái ampe kìm này, tôi điều chỉnh này. Đó. Giảm này, nó giảm thì dòng nó tăng lên. Đó, tôi giảm về tần 60 này. Đó, chưa tới. Đấy, dòng tăng lên rất cao, thế nhưng mà tăng lên này. Đó. Tăng lên thì dòng xuống rất thấp. Đó, các bạn để ý. Đấy, thế nên tại sao mà tủ lạnh inverter nó tiết kiệm điện nó ở cái chỗ đó đấy, gần như là về sát không luôn. Đó, đó. Tăng lên tần 140 Hz đó, thì nó như vậy. Đó, tốc độ rất nhanh, tốc độ motor quay rất nhanh. Đó, đó. Đấy, các bạn thấy nó lợi như vậy. Đó. Đấy, 190, 200. Đó. Đấy, giảm về 160. Đó. Đấy. Đấy. Đó. Đấy. Thế nên tần trung bình của nó là chạy đẹp nhất là khoảng 130 Hz. Đấy, là dòng rất thấp. Đó, nó như vậy. Còn cái lốc này nó là lốc 3 pha. Đấy, nhưng mà nó sở dĩ là nó chạy ở cái tần quá cao như thế. Thế nên là chúng ta nếu như dùng tụ. Đây, tôi thử đấu tụ xem nào. Dùng tụ xem là nó có chạy hay không. Tụ đây. À, các bạn để ý đồng hồ ampe kìm nhé. Tôi cắm thử xem tụ nó có chạy không. Dòng nó lên cao. Không, nó gần như không chạy các bạn. Lốc rất nhỏ. Đấy. Nhưng mà công suất thì lớn gấp 4 lần cái này. To như này. Đó. À, chạy nếu đủ điện. Đấy. Tức là nếu như chúng ta dùng cái tần số đúng của nó đấy, thì dòng cực kỳ thấp. Các bạn nhìn, các bạn thấy rồi. Đó, thế nên nó tiết kiệm điện, cái inverter nó là như vậy. Có điều là cái inverter này á, thì nó lại cần một cái bo. Đấy, bình thường là phải cần một cái bo đấy, để điều khiển như lúc nãy thay cho cái này á, là nó về cái tần số nào đó đấy, trong cái khoảng nào đó đấy, nó khống chế như vậy đấy, để cho nó tiết kiệm điện đấy, nó như vậy. Nó có cái bo, chúng ta thường nhìn thấy cái tủ lạnh này, nó có cái bo gắn vào đây đấy, chuyển từ điện một pha sang ba pha. Đấy. Thì đấy, chúng ta nếu cần phải thay lốc ấy, cho cái tủ inverter thì cái điều chắc chắn thì chúng ta sẽ tìm đúng cái lốc đó. Đấy.
thì nó mới chạy được đạt cái công suất tối đa. Bởi vì mỗi một nhà sản xuất họ sẽ sử dụng cái tần khác nhau để điều chỉnh. Đó. Còn nếu như chúng ta thay một cái dạng lốc khác, đấy, thì chúng ta phải mua cả cái hộp biến tần của nó, chứ không thể nào mà dâu ông nọ cắm cằm bà kia mà nó chạy được. Đấy, các bạn ạ. Đấy, nếu như nó có chạy được ấy, thì cái mức độ làm lạnh của nó cũng không thể đạt được.